Hello everyone, welcome back to my channel. Clip này thì mình sẽ chơi thử loại 8 game. Các bạn cùng mình khám phá từ game đầu tiên nha. Chơi quét photo. Let's go. Rồi và bây giờ thì mình sẽ sang tựa game thứ hai. Đây là một tựa game mà khá là hay và hot trong những tháng vừa qua. Bật lên, let's go. Continue. Ok, mình sẽ đi thu thập những chiếc túi tiền này. Rồi, cái phòng này hết rồi. Và bây giờ thì mình sẽ sang phòng tiếp theo. Let's go, tiếp tục nào. Mình đang tầng là 2, bây giờ thì mình sẽ xuống dưới tầng 1. Wow, dưới đây rất nhiều chuột luôn. Xuống cả đây rồi. Ok, mình sẽ tìm tiếp còn 6 chiếc túi thôi là hoàn thành.
Let's go, okay. Nó đang gần đây. Oh my god. Và sao nó xuất hiện ở ngay chỗ này. Wow, wow. So ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái thứ ba. Stickman's Average. Выручи меня, братан. Скоро буду. Let's go. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang cái thứ tư, Granny Chatuju. Ok. One day. Dưới đây không có gì ngoài một phần ba bức ảnh thôi. Ok, mình sẽ nhặt lên. Oh my god, trốn chỗ này nào. Let's go. Bây giờ các bạn phải đợi bà ta đi, sau đó thì các bạn phải đứng lên, nếu không thì bị bà ta bắt ngay. Ok. Mình cứ tưởng bà ta đặt bẫy đây, ai ngờ là may là không. So let's go.
ông ta nhìn thấy mình rồi. Rồi, sau đó thì mình sẽ lên trên tầng 2. Oh my gosh. Rồi sau đó thì mình sẽ bẻ cái này ra xem trong này có gì không. Không có gì ở đây. Còn một cái để bẻ nữa. Đó chính là mình sẽ phải xuống tầng hầm. Ông ta thì đang ở đây. I see you. Cho ông ta đi ra đây đi. Wow, gặp cả bà ta luôn. Tài thật. Oh my gosh. Không biết cô này có thoát được không. Hai ông bà. Oh my gosh. Wow. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang tới game tiếp theo. It's Horogla. Chapter 2. Ở cái game này thì... phần 1 tới game này các bạn sẽ phải tiêu diệt ông gã hề. Còn phần 2 tới game này thì các bạn sẽ phải phá hủy nơi này của ông ta. Mình đang có một miếng sắt. Bây giờ thì mình sẽ vào trong này xem có gì không. Không có gì ở đây. Ok, xuống ra ngoài thôi. Một viên gạch. Bridge. Mở cái cửa đây ra luôn. Đây là một cánh cửa đá. Ok. Ở đây thì có một chiếc chìa khóa. Rồi, let's go. Skip. Và chiếc chìa khóa này các bạn sẽ mở được cánh cửa này ra. Xem trong này có một cái máy khoan nào không. Rồi, mình sẽ lắp cái bánh cưa này vào cái máy khoan. Ok. Sau đó thì sẽ đi thẳng vào bên trong. Rồi, cưa cái này thôi. Chiếc xe. Wow, một tấm gỗ đây, nhặt luôn.
một quyển sách. Wow. Sách bóng tối. The Book of Shadow. Ok, đặt cuốn sách vào đây. Oh, mình phải lắp đủ cái này. Okay. Triệu tập một linh hồn. Sau đó mình sẽ quay lại. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ phá hủy đây này. Let's go. Một quả đập vào đây. Và một quả thì mình sẽ đập vào trong này. Bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. See you in here. Play. One day. Rồi bắt đầu thì mình sẽ chạy ra ngoài. Ở đây khi gặp City Hill các bạn sẽ phải ném máy bay này đi để cho nó tránh nó nhìn thấy các bạn. Và ở ngoài này rất là tối luôn. Các bạn phải ra cánh đồng này, tìm ba căn nhà, sau đó trả lời ba câu hỏi. Rồi lúc đó các bạn sẽ hoàn thành được chapter 1. Mình sẽ đi tìm từ căn nhà 1. Ở gần đây có một căn nhà. Ok. Đường rồi. Rồi đi lại xem. Ah!
Gus. Và mình đã bị đặt đường ở chỗ anh. Xem đi sang căn nhà đó thì đi được nào. Không phải. Thử đi được này xem. Không hẳn. Oh my gosh, bị bắt rồi. Wow. Xì rất là to. Oh my gosh. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Grandi Chapter 1. Ok. Không có gì đây. Tiếp tục xuống đây nào. Where are you? Mình sẽ ra khu vườn bằng cách đi đường này. Một bình ga. Dễ mà tao phát hiện là mình rồi. Đây không có gì. Một cái bóng súng tiếp theo. Oh my gosh. Mà tao nghe sao? Mà sao mình không nghe thấy tiếng chân luôn. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo, Slender 2. Let's go. Ở tựa game này, các bạn sẽ phải truy tìm 7 con ma tất cả trong tựa game này. Và các bạn truy tìm ma, săn lùng và chụp những bức ảnh của nó. Còn trong này thì xin hiến sẽ săn lùng các bạn. Ok, và mình sẽ đi dần dần xem có con ma nào không. Let's go. Gần đây có một con, ok. Đây rồi. Mình cứ chụp ảnh ngay. Con đầu tiên. Các bạn cứ đi những cái đường to nhá. Đường có thể gọi là dễ quanh. Chứ các bạn đừng đi vào mấy cái chỗ mà bị ngõ cụt. Thì khi gặp ông ta thì ông ta sẽ bắt các bạn mất.
Rồi, mình sẽ thử lên cầu thang đây xem có lên được không. Wow, lên được. Đây là một ngôi nhà gì đây? Trong này không có gì. Tiếng bước chân của ông ta. Đó, các bạn cứ đi xung quanh và sẽ tìm được luẩn quẩn những con ma đang đi vần vương trong map ở đầu này. Thì các bạn bắt được con đầu tiên thì mới xuất hiện con thứ hai, và tương tự như vậy các bạn bắt con thứ hai mới xuất hiện con thứ ba, chứ nó không sẽ không ra 7 con liền lúc để nó bay vần vương trong đây đâu. Và khi gặp Slenderman các bạn quay đi thật nhanh, tránh ông ta nhìn các bạn lâu và các bạn sẽ bị bắt, lúc đó các bạn sẽ chơi lại game từ đầu. Rồi, ok, và mình xin phép dừng clip tại đây, hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.